Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. May mắn là hôm nay nói thả cá luôn, là nói ok em cho anh vô tham quan thả cá luôn. Đi qua bên cái farm bên kia coi quá trình di chuyển cá câu như thế nào ha. Dạ. Chắc chín mấy sen đó các bạn. Thôi lấy cái bọc thôi. Gắt bịch. Phóng cái lũng bịch luôn. Ôi ôi cái màu. Mấy bịch sau bỏ còn mấy bịch trước. Đỉnh luôn á. Cũng gần bằng ha. Qua điện thoại mình thì nó hơi yếu. Ở ngoài màu sắc giống y vậy luôn á. Dracula. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình được tham gia vào cái buổi chuyển cá koi ha của Awa Studio của bạn Huỳnh Long. Đây các bạn. Hôm qua hơi may mắn là hôm nay nói thả cá luôn, là nói ok em cho anh vô tham quan thả cá luôn, coi cái quy trình thả cá như thế nào các bạn ha. Ở trong hồ này là hôm nay chúng ta sẽ chuyển hết tất cả những cái bạn cá này đi qua bên cái farm bên kia đó. Ở đây những con rất là đỉnh luôn. Đây nè, ta cùng coi quá trình di chuyển cá câu như thế nào ha. Em có xuống nước không? Không có, có gì quá trình em làm em chia sẻ luôn. Dạ. Em đẩy cái thùng nước lại xác đi. Cá sẽ được cho vô bao ha các bạn ha. Bắt đầu đưa vô những cái thùng này để vận chuyển. Nghịch tơi ngược đầu. Tốt chưa? Rất là đẹp. Tất cả các câu ở đây là cá Nhật hết nha các bạn. Bơm oxy vô. Mở đi. Rồi. Bữa có mấy bạn nói anh nên quay cá coi đi, hôm nay sẽ quay cá coi cho mọi người coi ha. Đẹp. Nói về cá coi về màu thì mình thích những bạn mà có tông đỏ trắng nhất nè. Trong đây có những cái bạn màu cam y như là cái màu của con Dracula Igu của mình luôn. Em lát lên cho các bạn coi. Rồi, được rồi. Ok. Anh em mình vô anh lọc á. Nè, đẩy sát đây nè. Rồi. Xích cái tủ lạnh không ta? Sợ hồi mở tủ lạnh không dưới. Ok. Mấy cá màu cam bự đẹp. Y như cái màu Dracula luôn. Nhỏ hai con vô một. Cá dưới 70 cm mình có thể trong cái khoảng cách mà gần nó mình đóng được hai con. Dạ. Cái thời gian vận chuyển là mình dưới là khoảng 7 tiếng mình đóng được. Dạ. Từ đây qua bên farm mới cũng gần 10 phút. Được rồi, khoảng này. Dạ. Rồi. Cá mà đi xe, đi máy bay thì cái này thật ra là do đi gần á, nên tụi em đóng sẽ hai con. Còn nếu mà ví dụ như anh em ở miền Trung, miền Bắc đồ á thì vậy em sẽ đóng chỉ khoảng một con thôi, nếu mà cái size này mà vận chuyển đi xa. Dạ. Chúng an toàn là trên hết, còn đây mình gần quá. Dạ, nó sẽ thứ nhất á là nó sẽ con cá nó sẽ ở đây được lâu hơn tại vì cái lượng oxy đủ cho nó. Thứ hai nữa là trong quá trình di chuyển đó, nó không có cọ nhau, tại vì món này là cái món đắt tiền. Trong quá trình di chuyển mà hai con mà nó cọ nhau chày chụa thì nó sẽ giảm giá trị con cá của mình. Dù mình đóng cái hơi vậy là đi được bao lâu ta? 7 tiếng. Thật ra nếu mà một con mà đóng cái hơi này thì em nghĩ đi 15-18 tiếng bình thường. Nếu mà với điều kiện là đi một con nha. Cái này là do tụi em di chuyển gần nên tụi em mới đóng hai con như một bao vậy. Cái farm sát bên đây nè các bạn. Farm sát bên đây là chỉ có 10 phút di chuyển thôi.
Đâu, vô luôn cho. Lan tính cộng luôn. Anh thấy cái thùng của Nhật á, người ta thiết kế nó rất là hay. Nó lởm ở đây nè, khi mà anh thọt cái tay xuống này không có bị cứng vô cái tay của mình. Có tính toán hết đúng không? Cái này nó lót cái tay rất là hay. Hôm nay hùng shop này từ Nhật về luôn nha các bạn. Hôm nay rất là may mắn luôn, tại vì bữa bên Huỳnh Long nói là tuần sau á, là anh lên farm em anh quay á, là lúc đó cá về hết rồi đẹp. Mình mới nói là thôi em, nếu mà gọi là hoàn thiện hết rồi thì lại không có gì để quay, cho nên là để anh quay cái khúc setup, cái khúc chuẩn bị luôn. Thì đúng có duyên, hôm nay là ngày bắt đầu chuyển cá luôn đó, thì mình được tham gia luôn, quay những cái công đoạn này cho các bạn coi. Bây giờ là bắt cá lên, chuyển cá đi, nhưng mà qua anh kia là cũng để coi quá trình thả cá sẽ thả như thế nào luôn ha. Đây là cái dòng này tên là Soa nè anh Nam. Cái đen dòng này, là con này là gọi là con Soa. Con này body rất là khủng luôn. Con cá ba màu này thì nó gọi là Soa, còn cái con Soa hai màu, con này là Kohaku. Kohaku hả? Dạ. Đây là những cái dòng em gọi là rồi được rồi. Đây là những cái dòng mà không thể thiếu ở trong hồ cá coi. Nếu như anh đi hồ cá coi nào anh cũng sẽ thấy hai màu trắng đỏ. Đúng rồi. Dạ, nó là signature rồi. Dạ. Anh cũng thích nó nhất luôn á. Dạ. Trắng đỏ anh cũng thích nhất á, sàn. Tí xíu em sẽ bắt cho anh một cái con gọi là con Tancho nữa. Thì á là nguyên một cái người nó màu trắng, nó chỉ có một cái chấm đỏ ở đầu thôi. Anh thấy kìa. Dạ, cái con đó thì á là nó biểu tượng cho cái quốc kỳ của Nhật Bản. Quốc kỳ của Nhật Bản luôn. Dạ. Đúng không? Quá hay luôn. Thì ở Aqua Studio ngoài cá ra còn có cái hệ thống lọc cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Để có dịp anh em sau khi thao tác máy này xong rảnh ngồi chia sẻ, mình sẽ review cho các bạn coi. Ok. Vô luôn em. Lát tính thêm ngày công vô. Anh Nam quá là nhiệt tình luôn các bạn ơi. Đẹp chưa? Màu sắc phải nói là tuyệt vời luôn á. Đây là hồ cá mà cá ông Tùng là cá 2 tuổi. Dạ, 2 tuổi anh. Rồi là đi xa. Dạ. Con nãy mình bắt cho có con 3 tuổi. Dạ. Nhiều nước quá thôi, tí ít ít nè. Anh thả bớt đi, chứ em hớt ít nước rồi con vô. Ok. Khi mà mình đóng cá anh là mình sẽ canh cái nước, thì cái nước nó vừa sắp xỉ cái lưng con cá thôi. Mình không có cần phải quá nhiều nước, tại vì quá nhiều nước á mình sẽ tốn tiền vận chuyển rất là nhiều. Và cái lượng oxy á trong bọc nó không có nhiều. Nước nó chiếm hết rồi ha. Chưa không gian cho oxy trong đó. Cái nước nó vừa đủ để sắp lưng con cá thôi, không có bị nhô cái lưng con cá lên. Để mình đảm bảo cái lượng oxy tốt nhất cho con cá có thể đi xa hơn. Mạnh dữ à. Đây một con cá 4 tuổi. Wow. Năm nay cũng qua 5 tuổi rồi. Rất là to luôn nha các bạn. Dạ. 80. Dạ 80 hơn á. 23 tuổi. Mày này những con mà người ta gọi là bios đôi chứ hồ. Dạ. Vai ót.
Cái thùng này chắc 1 mét nè. Dạ. Thùng này 1 mét. 90 ha anh. 90 vậy nó cũng gần 90 luôn rồi đó. Con cá mà 4 tuổi mà nó lên được hơn 80 phân á, nó cũng là một trong những con cá mà phát triển rất là tốt luôn anh. Dạ. Cái dòng này nó sẽ cá mình trên bắt nuôi là con cá rất khó để phát triển lên được. Dạ. Rồi. Dạ. Màu sắc rất là thôi, đẹp luôn ha. Tí em lanh trí á, những cái con mà đẹp đẹp á, em sử dụng cái bịch mới á, ở trong á, để anh quay cho nó dễ, hiểu không? Dạ đúng rồi. Bản thân nó đẹp. anh dạ đúng rồi, ok. Những cái bao này cái chất liệu nhựa nó cũng rất là dày ha các bạn ha. Nói vậy là ý gì? Ý là mua đi chứ. Không đủ thùng mà chắc hạ nó xuống dưới quá. Mấy cái sau để cái thùng khiên cái bọc thôi. Ok. Để thùng vô bơm xe. Này đang có khoảng 2, 4, 6, 8 9 nhân lực đang làm việc nha các bạn. Đây là con sam kê. Sam kê. Có 3 mẹ, nó sẽ có 2 loại là sô la và sam kê. Dạ. Dạ. Cái này mà để hiểu rõ tên từng dòng thì phải phải tìm hiểu ha các bạn ha. Cái thức này trên mạng nó nhiều. Nhiều dạ. Em nhớ lên em chọn về tên các con là nó cũng dạ. Để mà biết hết giờ các tên cái giờ anh nhớ tại nó rất là nhiều. Dạ. Cái may mắn là rồi. Cho nên là sản phẩm mới sẽ ra liên tục. Đúng rồi, như vậy nó áp dụng cái nó cũng là khoa học, nó dựa trên này với gen bên kia nó kết hợp. Dạ. Tất cả những cái quá trình cải tạo nó đều là con người can thiệp hết. Dạ. Chứ nó không phải là coi như là design mọc hết, tất cả là do con người design thiết kế hết ha. Kể cả cho lai tạo nguyên một cá tự nó sẽ có riêng rồi cá cái nó nặng chứng ra. Dạ. Chứ nó không phải. Không. Anh bấu đây nè. Dạ, đúng rồi. Anh học đây em anh học cái tay vô nè. Nắm nguyên gì nè, nó sẽ chắc. Ok. Đây. Ơi. Khủng quá khủng luôn. Cái này đang bị thương trên lưng. Cái này là tên gì anh? À, anh Lộc Cô Haku. Cho con này xuống đi, cho con này lên. Tại vì cái bịch này nó thiếu nước đó. Chắc chín mấy sen đó các bạn. Ồ. Ồ. Thôi lấy cái bọc bịch, thôi. Gắt bịch. Thấy rủi ro không? À, có phải rủi ro. À, mình vừa nói là những cái bịch này cái chất liệu nó phải dai. Tại cá nó rất là khỏe ha các bạn ha. Phóng cái lũng bịch luôn. Rồi để khoa sang khác. Dạ dạ. Cái con này đi đường sao chị cầm luôn. Con này tấm cái giữa nữa. Lấy cái cây. Coi vớt cá mà sướng luôn các bạn, cái vợt vớt cá bự bự khủng luôn. Mà em nào em nấy cũng chờ bá. Cho nó ra đi lọc ra đây.
Khỏe lắm, trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Cái thùng xốp này là 90 nè các bạn. Còn các bạn cá này là 93. Dương luôn. Đóng đây luôn đi. Dạ. Đóng đây luôn hả? Rồi. Với nãy không có cái thùng xốp đúng không? Không có đỡ phụ. Khỏe lắm. Này mình làm đâu lại nó đâu. Ok. Bỏ thùng này bự quá. Nãy chị Hà nói là tính thêm hai nhân lực á, là đúng luôn á, hai nhân lực phụ đó, lau nhà. Nãy đầu phá mê cao không chịu, nãy đầu phá mê đầu bơi thấy không có này nọ, mà thôi chắc không sao đâu chị. Để đảm bảo an toàn là tất cả những anh em vừa đóng là nó có một cái quy trình. Và đồng thời phải có người biết cái kỹ thuật. Dạ. Ví dụ như bắt cá gì cũng không phải là dễ. Dạ. Dí quá làm cá nó chạy sụa. Dạ đúng rồi. Em thấy cầm cái vợt bự vậy là em thấy đã không dễ rồi đó. Đúng rồi anh, nếu mà một cái người mà không quen á, vô cầm cái vợt một hồi hai cái tay sụi luôn, không bắt được con cá. Ừ. Dạ. Nãy giờ ấn tượng với bé đó đó, Dracula đó. Đây. Các bạn em các bạn thấy cái màu cam khủng không các bạn? Quá đẹp luôn. Karansi. Ôi ôi cái màu. Mấy bịch sau bỏ còn mấy bịch trước. Đỉnh luôn á. Coi coi nếu mà nó quậy quá thì em sẽ thay vô. Cũng gần bằng ha. Qua điện thoại mình thì nó hơi yếu, ở ngoài màu sắc giống y vậy luôn á. Dracula. Màu đẹp lắm luôn các bạn. Đơn sắc thôi mà nhìn rất ấn tượng. Chị có chai nước hồng hồng đỏ đỏ. Có chai nước suối không? Dạ. Uống rồi để em pha lát bỏ vô cho nó dễ. Dạ. Rồi. Mấy em nó quậy quá nên là em mới pha một tí thuốc mê cho vô để cho nó dịu thần kinh con cá thì nó sẽ đỡ quậy. Đầm hơn không? Dạ, đúng tính hơn. Đây. Thấy hơn gì bắt ra nó cao hơn thùng nữa không? Dạ. Trời ơi. Bạn này cũng trên 90 luôn nha các bạn. Thêm nước, thiếu nước rồi. Từ từ khoai anh lấy đồ. Sướng. Dạ. Yeah. Khoan. Dạ. Yeah. Khoan khoan, cho tí thuốc mê vô cho cá nó đầm. Cho em nó dịu lại. Đỡ căng thẳng, đỡ stress. Hư quá phải dùng biện pháp mạnh thôi nào. Cho em. Lần đầu tiên mình được tiếp xúc với những cái bạn cá coi mà chất lượng đẹp như vậy, mà to như vậy, ở một cái khoảng cách gần như vậy luôn nha các bạn. Để giữ được một bé mà đơn sắc mà. Rồi. Rồi. Rồi được rồi. Ok. Dạ. Yeah.
ra tiêu nào hết, từ tay bơi, từ dây bơi, từ nước lớn như vậy. Bây giờ nó còn thiếu nước với mấy em này. To quá, anh này to quá. Dày. Dạ. Rồi. Tay bơi tất cả đều màu hết vẫy nha các bạn. Dạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ, đây nè. Đó. Ngay chỗ đàn nhà mấy cái lưới thì nó lợt hơn đó, còn chỗ vậy nó đậm. Đây là một cái cấu trúc body của con cá hoàn hảo luôn anh. Anh nhìn nó như một cái quả bầu dục đó. Đúng rồi. Nó như một cái quả ngư lôi mà nó bơi dưới nước vậy. Dạ. Có những cái con đó, nó to nhưng mà cái vai nó rất là to nhưng mà cái đuôi nó sẽ nhỏ lại. À, hoặc là khi mà nó to nhưng mà cái đầu nó ngắn nó sẽ không có cân đối. Nhìn nó đây cân là body đó. Hoàn hảo của một cái con cá hoàn hảo luôn anh. Quá đẹp. Rồi, khiên vô. Cái bịch dạ cái thùng nó không đủ ra. Không, em phải để trong thùng nó lông. Để cắm giống như nãy đi không sao đó. Tại vì con này em có cho thuốc mê vô rồi, không sao đâu rồi. Không sao đâu. Em có cho thuốc mê vô rồi. Dạ rồi, để em cho vô cái thùng luôn. Xích xích qua đó, cho cái đuôi lên trên. Cứ để giống như nãy là ok rồi đó. Thôi để vậy đó. Cái dòng eo chắc cỡ này nè các bạn. Dạ dạ. Dòng eo con cá bự dạ. Lắm. Đây, có cái ông đây đợi clip dài quá, bắt cho con đẹp nữa nè. Cũng là một dòng đơn sắc. Không thấy ngực. Đây. Đây là con cha gôi. Cha gôi ha. Rồi ha. Trong cá gôi nó chia cái làm hai dòng. Dạ. Kêu là gô sang kê và nên gô sang kê. Dạ. Cái đó là mình gọi giống như tiếng Anh vậy đó. Dạ. Thì cái gô sang kê thì nó sẽ bao gồm là ba cái con cơ bản. Cơ hạt cư. Dạ. Sang kê và su ba. Còn lại là nó classify qua hết là nên vô sang kê là tất cả các con còn lại mà không phải ba con kia. À dạ. Thì đó là lý do mà tao nói là vô sang kê là cái dòng cơ bản mà phải có trong hồ. Dạ. Là con cơ hai cư là trắng đỏ, ba màu trắng đỏ đen. Dạ. Là soba. Và cũng ba màu trắng đỏ đen nhưng mà là sang kê. Dạ. Cái khác nhau á là nó khác nhau vì cái sumi, cái phân bố sumi là màu đen. Cái, dạ. Thì chút xíu nữa về bên kia mở ra thì anh sẽ nói thêm chút xíu cho em. Dạ rồi. Anh tiếp tục là một em rất là khủng luôn. Con này là cha gôi anh. Những cái dòng này là những cái dòng gọi là dòng dẫn đàn ở trong hồ. Dẫn đàn hả? Tại vì những cái con mà đơn sắc vậy thì cái nết ăn nó sẽ dạng hơn những con kia. À. Dạ, nên là anh coi video ở Nhật á, có những người ta cho ăn bằng tay á. Ừ. Là nhờ những cái con dẫn đàn như vậy nè. À, dạ. Nó kéo mấy con kia lại ăn luôn. Dạ đúng rồi. À. Hồ cá mà nó nhét á, khi mà anh đi tới mà nó trốn hết á. Ừ. Thì cần những cái con dẫn đàn như vậy. Ừ. Dạ, để cho nó cái bầy cá nó dạng hơn. Ừ. Dạ. Bự lắm nha các bạn. Eo bánh mì luôn. Thì
thay nước rồi. Thay nước, thay nước thôi. Dạ nó quậy quá nó học máu mang. Cá lớn rất là mệt. Dạ đúng rồi. Mình được tham gia vô mình thấy là rất là mệt luôn nha các bạn. Con cá lớn nó cái sức khỏe của nó nhiều có nhiều cái vấn đề mà thiếu kinh nghiệm là không làm được đâu, không làm đâu. Anh thấy là để kiếm một cái con cá lớn á khó cực kỳ. Và nó đủ cái hồ nó phải đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra anh bắt anh phải cũng phải cẩn thận, anh di chuyển anh cũng phải cẩn thận. Mọi sai lầm đều phải giá bằng rất là nhiều tiền chứ không phải là nhiều tiền nữa, rất nhiều tiền luôn. Thúc mười. Hôm nay là một cái duyên đó các bạn, cái duyên được tham gia vô buổi bắt và thả cá như thế này mà toàn là cá xịn không ha, toàn là cá đẳng cấp không. Xoay đi anh, xoay. Được rồi khoan. Thúc mười. Nãy giờ qua video các bạn cũng thấy rồi đó, nói chung là không phải là cứ vớt lên rồi bỏ bịch là xong ha. Có lúc thì bịch bể, có lúc thì sự cố này sự cố kia, thiếu nước, thêm nước vô. Đó, nhiều con nó to quá nó không có phù vừa cái kích cỡ cái thùng nữa. Thêm thúc 10 nữa anh Lộc, anh Hiếu ơi. Cho em tí thúc 10 nữa. Cái chất liệu cái ni lông này rất là dày luôn. Mà nó là hai lớp luôn á. Rồi. Mà anh quậy nó vẫn gắt được ha. Khỏe. Dạ. 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 Dạ ok anh. Quá good luôn. Dạ. Ồ, quá đã luôn. Vậy bữa đó em tới em quay tiếp nha. Nhập về trong đó có những con cá mà nó đạt giải con xô cam nhận bản luôn. Dạ. Với lại một cái nữa là nhập lần này về để bán Tết. À. Có những cái dòng gọi là nó màu vàng rực luôn. Ồ. Phong thủy luôn. Mấy cái đó là mấy cái cao cấp này là mình phải đấu giá đúng không anh? Mình cá coi này phải đấu giá đúng không? Dạ. Có rất là nhiều cái đấu giá và rất là nhiều cái coi show mà mình có tổ chức chẳng qua là những robot cái kinh doanh này lên thôi. Dạ dạ. Nhưng mà đó là cái xu hướng chung. Dạ. Anh em thích đấu giá thì những con cá mà nó đặc sắc là nó những cái gì đặc biệt người ta sẽ đánh giá. Dạ. Đó hay. Thì ngày 12 này sẽ có một cái chuyến cá từ Nhật về luôn các bạn. Mình cũng sẽ được tham dự quay unbox luôn. Hàng nguyên siêu từ Nhật đem về khui ra luôn. Thì cái quy trình mà để thả vô thì nó cũng khác chút xíu ha. Có những cái quy trình dưỡng thì anh sẽ chia sẻ thêm. Dạ. Còn lần tới thì để em tự tay unbox thử một bộ. Ôi, sướng. Quá sướng luôn, thank you anh. Để mình thử inbox mấy chiếc Vios bơi trong hồ coi nó ra sao. Đây là con Tencho nè anh Nam, nãy em nói anh á. Dạ. Con này người Nhật lai tạo ra để biểu tượng cho cái quốc kỳ Nhật Bản. Anh thấy không? Nó như cái lá cờ Nhật đúng vậy. Rồi. Dạ. Nền trắng trời chỉ có một cái vòng tròn đỏ thôi các bạn thấy không? Đó, này là quốc kỳ của anh ta luôn. Tencho là mình gọi tên tắt, nhưng mà nó thật ra thì nó vẫn gọi là Tencho Kuhaku. À dạ. Nó màu trắng và màu đỏ cho người đó. Dạ. Bắt đi. Giờ bữa nào mình like con Igu mà nó con nền đỏ ha, mà có ngôi sao vàng nữa mới đỉnh lúc đó khỏi nói luôn. Tạc tượng luôn. Nói chung là thật ra thì cố gắng chia sẻ kiến thức mà con mấy anh em đây có nhiều nhất có thể. Dạ. Và nhớ cái gì nói cái đó để dạ. Người ta xem người ta hiểu. Dạ đúng rồi. Cá, nhìn như đi chợ mua cá bỏ.
Không hay anh mấy cái này đóng cá mới hay á, chứ còn nhiều khi mà nó xong hết hoàn thiện hết thì nó lại ít cái để nói. Không, khoan, thúc mê. Anh thấy không, những cái con cá ở dưới hồ á, anh nhìn nó rất là nhỏ. Đúng rồi. Nhưng mà nó mang lên nó rất là to. Bự, mang lên to. Dạ. Mấy 8 luôn á, hồ này sâu mấy 8 nha các bạn. Dạ. Nước rất là sạch, nước rất là đẹp. Trong veo, trong vắt luôn. Có vẻ thiếu thùng xốp rồi ha. Số lượng cá này chắc cũng nhiều nữa. Dạ. Đẹp chưa? Cái này là do người Nhật người ta lai tạo ra ha các bạn ha, có chủ định lai tạo ra bởi vì nó giống cái cờ của họ, quốc kỳ của họ. Nền trắng và có cái điểm tròn đen trên đầu thôi, rất là đẹp. Okay. Con này cái dòng tròn đỏ đây gọi là hang chi. Hang chi. Con này là hang chi nguyên bản. Dạ. Yeah. Người chơi thì họ rất là thích là sao cái dòng tròn nó phải tròn do luôn. Dạ. Yeah. Cái chuyện mà làm nên cái dòng tròn này tròn do nó rất là dễ, cho nên là mình tự sử dụng những cái thủ phần. Coi như là tiểu phẫu cắt cho nó vanh tròn lại ha anh. Trời này. Dạ dạ dạ. Chút xíu em thầy nữa. Dạ dạ. Ôi trên trên lòng ca lấy xuống đó. Đây mình sẽ bắt lên một cái dòng khác để cho nên mình xem. Đó là một con su su. Su su. Con này là một con cá, cũng là một con cá to nhưng mà nó là da trên. À da trên. Ồ. Ảnh nhanh quá. Rồi, anh này là trên lưng ảnh nặng ba màu. Trên lưng đen. Em giờ thử nó. Nó là một cái da trơn, nó không có da trơn. Năm rồi thử. À, da trơn luôn các bạn, không hề có vảy luôn. Mịn như nhung luôn. Nhìn cái bộ vảy nó rất là đặc biệt đúng không ha? Bộ vảy rất là đặc biệt luôn. Nó đẹp cái chỗ bộ vảy rồng á. Dạ đúng rồi, cái vảy rồng nhìn ngầu quá. Này giống như là gì các bạn? Tattoo á. Giống như mấy anh em tattoo hai bên đây. Dạ. Những cái con này là điểm nhấn ở trong hồ á anh nào. Dạ. Bắt đi Phan. Em này cũng được hôm nay là 3 tuổi. 3 tuổi anh. Lúc nhập về nó vừa chớm 3 tuổi. Dạ. Con này lúc tụi em mang về á là nó khoảng 62 cm. Bây giờ là em nghĩ đâu đó nó khoảng 75 rồi đó anh. 75. Dạ. Ở đây là cơ bản xuất điểm tụi em là người chơi. Nên là cái cách chăm sóc cá của tụi em cũng rất là khác. Thường thì những cái cửa hàng bình thường thì họ chỉ giữ cho con cá đủ ăn thôi. Còn đây tụi em cho con cá ăn ở chế độ tốt nhất có thể. Nên là anh thấy là con nào bắt lên cũng rất là mọc ú nụ. Và body rất là tốt luôn. Nhìn là thấy ấm no sung túc rồi đó. Dạ. Một là cho cá, thức ăn cho cá ăn rất là mạnh. Nếu mà ăn được thức ăn chất lượng, còn nếu mà ăn thức ăn mà rẻ tiền cá nó hư. À. Ở đây là mình sử dụng thức ăn là chất lượng, thì Gauri, Awa. Dạ. Đó là mình có Awa Master. Dạ, Awa Master. Thì đó là một ký vậy là khoảng 100 mấy triệu. Dạ. Còn Gauri thì mắc hơn gấp đôi. Dạ. Đấy, mình cho nó ăn đầy đủ. Trung bình một bé vậy là màu ăn màu bao một ký ăn được bao lâu anh? Nếu như mà cái lượng cá đó giờ mình thấy từ đầu mình chưa bắt á. Dạ. Ở Awa Studio mình cho ăn á. Dạ. Là một tuần như vậy là khoảng 10 ký. Cân 10 ký. Dạ. Mình nói vậy cho nó dễ. Coi như là ăn tuần tiền ăn của cá không là 1 triệu mấy á bạn. Triệu mấy 2 triệu á. Dạ. Đó là tụi em là nhà trại nên tụi em lấy được cái giá tốt, chứ còn nếu mà một cái người chơi thì họ có thể họ sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều hơn. À, dạ. Giá mình coi như là cũng là giá sỉ á. Dạ. Mình cũng có phân phối lại mấy đó đúng không? Với lại tụi em nhập số lượng rất là lớn. À. Dạ. Còn ví dụ như cá nhỏ ở dưới hồ dưới này nó sẽ ăn rất là nhiều hơn. À. Nó ăn nhiều bữa hơn. À. Giống như người lớn mình ăn thì nó ít hơn. Ít lại. Đúng rồi, chơi càng
Thì con cá lớn đó, mà em cho ăn nhiều quá nó sẽ dễ như body. À có nghĩa là cũng phải có chừng có mực đúng không? Chứ phải. Dạ. Biết quan sát con cá. Dạ. Yeah. Và tùy theo mùa nữa. À. Cá thường là những cái giai đoạn giao mùa mình, nếu mà là người chơi mình nên cho cá dừng ăn. À. Thì khi mà giao mùa sức khỏe con cá nó yếu mà nó ăn vô, ăn không phải là một cái mạnh, ăn vô là cơ thể nó phải hoạt động để nó đào thải chất thải ra đúng không ạ? Dạ. Thì nó khi mình mà biến động về khí hậu giao mùa thì mà nó thải ra nhiều chất thải thì rất là dễ nhiễm bệnh. À. Thì nó có một cái quy trình chăm sóc cá nữa. Quá hay. Nó xì ro còn bọc không? Ý còn thùng không? Thùng hết. Hả? Long ơi, nhiều bao rồi Trinh? Dạ, 10 bao anh. 8 bao có thùng. Hả? Có 8 bao có. 8 bao có thùng, 2 bao không thùng. Cái này 3 ghét, đủ không? Dạ đủ. Này nhiêu đây chắc anh em phải làm cả ngày á. Anh em phải làm cả ngày mới vận chuyển hết về bên kia được. Gọi xe luôn không? Chắc tiền chiếc còn phải ngâm ở dưới mà. Còn trên này con một tiền đi. Thôi bắt cái cặp Marute này lên rồi đi. Đưa mình cái vợt này mình cầm mình quơ chắc chừng 15 phút về sụi hai cái tay nha các bạn. Ừ anh chạy qua chở hàng cho em nha. Dạ. 474 Hoàng Hữu Nam. Dạ. Dạ. Bây giờ nó bị cản nước đó. Dạ đúng rồi. Ghé chợ hả? Dạ, ngồi ba ghé chợ. Dạ. Đúng là cái quá trình vận chuyển cá đó, nhất là những cái bạn cá lớn khỏe mạnh như thế này á, thì có rất là nhiều điều. Bộ đó cũng được mà. Lấy bộ đó luôn đi. Phải hiểu, cần phải biết, cần phải lưu ý để mà thao tác. Mặc dù ở đây là những anh em rất là lành nghề rồi, làm cái việc này nó cũng không có lạ nữa. Tuy nhiên là trong quá trình thao tác do nó rất là mạnh, rất là nặng thì nó cũng có những cái vấn đề xảy ra nhỏ thôi. Nhưng mà nó không hề đơn giản ha các bạn ha. Tại vì chúng ta vận chuyển làm sao tránh cho các bé nó bị tổn thương nè, tránh bị tổn thương rồi nó an toàn, nó về những cái hồ mới, nó hạn chế tối đa những cái rủi ro và nó mau chóng thích nghi với cái môi trường mới. Rất là cho tiết kiệm mà hết thuốc mưa. Hết thuốc mưa à, chút xíu về bển mình lấy thêm. Đây nóng được không? Cho xíu hút mê vô. Rồi. Đây là một cái gọi là cái tăng chuyên bên cá coi. Các bạn thấy là có điều đặc biệt là trên đây người ta dán cái thước ha, để thả cá vô đây là có thể biết cái size của con cá luôn. Rồi. Như thùng này là 1 mét nè. Nếu mà cá nó từ đầu tới từ đây tới gần kia 1 mét đúng. Rồi mũi quá trời luôn, này phải mũi không ta? Mũi nóng nữa. Chưa. Được rồi. Thank you.
chạy xé mới vô. Cái hồ này lúc mà mình nãy lúc mà còn nguyên tỷ số với là bao nhiêu bé tổng cộng anh? Nó thiếu nước đó, nó bị ấy. Trời ơi, 70 con hả? Mà em nhìn thấy nó cũng bình thường luôn. Dạ đúng rồi, cũng bình thường, chắc là cái độ sâu của nó có nhiều tầng á. Độ sâu với lại vô cái nước mình nó trồng á. Dạ. Mình sẽ thấy con cá nó nhỏ lắm. Dạ. Một con nhỏ kia tôi phát không? Ôi nhiều nước quá. Em đổ ra. Rồi. Dạ. Rồi. Cân bằng nhiệt ha. Đúng rồi, cái nhiệt ở đây với cái nhiệt bên kia là maybe là nó sẽ khác nhau. Dạ. Có thể là nó sẽ khác nhau. Dạ. Giữ giữ lại rồi. Là mình có thể cân bằng nhiệt, cái điều đầu tiên ít nhất mình phải ngâm cái vào ở cái hồ mới, dạ. Cái môi trường mới nó tầm khoảng nửa tiếng tới một tiếng. Dạ. À, là coi như để cho mình cái nhiệt đó nó hấp thu vô cái bịch cho nó cân bằng lại. Dạng như con cá nó sẽ không thả ra. Dạ. Cái thứ hai nữa là mình trước khi mình thả vô một môi trường mới, cái mà mình cần phải biết, có nghĩa là mình cần phải biết cái độ pH. Dạ. Thì cái độ lệch pH giữa hồ này với hồ kia thì trên quá một thì mình phải có những cái biện pháp xử lý hoặc là mình phải gọi là che chắn để cho con cá nó sẽ nhảy. À. Bịch này lủng, bịch này lủng. Cái độ pH trong nước có cái phản ứng gọi là tính là kiềm. Dạ. Hay là acid trong nước. Này này. Ví dụ như cái hồ này cũng nó lủng chấm bịch nào. Hai bịch. Chấm quá nhiều. Chấm quá nhiều. Bất tình lình. Dạ. Nghe tiếng nó kêu phản ứng là nó ngứa người. Dạ. À. Thì do đó là cá mới về thì anh thấy nó khét rồi rồi. Mình phải che chắn nó. Dạ. Để đảm bảo cái tài sản. Sau khi nó về rồi nó sẽ phát sinh những cái vấn đề thì mình tùy theo vấn đề mình sẽ xử lý. Dạ. Nhưng mà đa phần em không chuẩn bị của mình, thứ nhất là nước mới mà có bằng keo không hả? Oxy rồi đó. Không, lấy bằng keo nó bị lủng. Dạ. Cái phía dưới mình thấy nó cũng có thêm một cái nữa là mình đang tạo cái môi trường nó giống bên mình là sao mình có cái hệ chiller làm lạnh nước. Dạ. Tại vì hiện nay nhiệt độ bên Nhật hiện giờ đang có tuyết. À. Do đó về đây nữa mình tự lập nhiệt độ mình đang muốn tạo cái môi trường nó gần giống. À. Để nó mau chóng thích nghi hơn. Con cá nó khỏe hơn. Con cá này nó rất là thích nước lạnh. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này ở đây quen à, mình cũng đâu có xài chiller ở đây ha, hồ này. Ở đây nhiệt độ hồ này nếu như mà anh nghĩ ở khu vực Hồ Chí Minh thì nhiệt độ này cũng khá là tốt, nó lạnh lắm. Anh thấy mát á. Dạ, đồng thời em đi xuống sâu nó còn lạnh hơn. Dạ. Thì mình làm cái hồ 1m8 thì nó cho mình. Dạ. Và nó càng sâu thì con cá nó càng thích. Dạ. Cá lớn thì rất là thích. Nóng quá là trốn xuống dưới tầng đáy nằm dưới mát. Nó có sự phân tầm nhiệt độ thì con cá nó sẽ có sự lựa chọn. Dạ. Cá coi thì mình lệch sai á, nuôi lệch sai nha cũng đâu vấn đề gì hết anh. Được anh thiếu rồi. Đúng rồi. Không thành vấn đề. Mà là cái chế độ cho ăn mình phải quan sát. Dạ. Đang ngủ á. Nếu như mình cho ăn nhiều quá con cá lớn đó, nó bị gọi là béo phì. Dạ. Nhưng mà con cá nhỏ thì nó lại không, mình cho ăn ít thì con cá nhỏ nó không hấp thu đủ cho dinh dưỡng nên nó lại không có phát triển. Dạ. Tốt. Dạ. Đó thường người ta sẽ lựa là cùng sai cùng tuổi. À, với lại mình dễ xác định là con cá nào là con cá phát triển tốt. À, đúng rồi. Nếu mà cùng sai cùng tuổi cùng cái lượng thức ăn cho ăn mà con cá nó lên sai không đều nhau và có con nào vượt trội thì lúc đó mình biết con cá vượt trội nhưng mà phải đẹp. Dạ. Đó là con cá thì mình ăn, người con cá cái giá trị kinh tế nó cao hơn. Dạ. Tại mỗi cái sai nó có cách chăm sóc khác nhau các bạn, cái cách cho ăn, cái liều lượng tất cả khác nhau, cho nên chúng ta nên nuôi cùng size để dễ quan sát ha. Trong này thấy có một bạn cá nãy giờ vắn mới thấy có bạn cá đuôi dài. Con đó là con Tamasaba. Đó là cũng là lai thảo đường Nhật luôn. À. Con này là
bà xã anh nuôi. Nó thấy nó gì cho nó lớn lắm á, mình bắt nó bự nữa mà. Con này nó có máu của con cá coi và con cá vàng lai tạo. Dạ. Nên là cái sức khỏe của nó rất là tốt, nó khỏe hơn con cá vàng bình thường của mình rất là nhiều. Và cái độ massage nó cực kỳ to luôn anh. Dạ. Này là massage cho ta. Để em cho anh xem cái giấy lúc mà em mới mang nó về. Vậy coi như này là hybrid đó các bạn. Của con ở đây ở dưới đây nè. Đúng rồi đó, ở dưới đó đó. Cái này là giữa cá coi và cá vàng ha bạn. Dạ, ha, coi như là hybrid nữa. Em thấy nó dưới hồ rất là nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên có bàn tay mình rồi. Độc á. Tàu có chấm à. Rồi mỏ. Đây nè anh Nam. Đây là cái giấy lúc em nhập nó về, anh thấy trên cái giấy nó rất là nhỏ. Certificate luôn, giá từ giấy từ Nhật rồi luôn các bạn. Này về hôm 30 tháng 11 2021. Dạ con này là con Lisai rồi đó. Dạ. Lisai bây giờ nó 2 tuổi. Dạ. Hay nó từ 2019. Tháng 6 2019. 6 2020 6 21. 2 tuổi mấy? 2 tuổi mấy rồi. Ừ. Thì lúc cho anh nhập về. Dạ. Dạ. Cái hồ này dí quá bây giờ nó đang ngáo. Nó chanh năng với cá coi luôn anh. Chanh năng luôn. Dạ, rất là dạng luôn. Mà cái thích nghi của con này tại vì trước đó tụi em có nhập về cỡ 300 con giống vậy. Dạ. Thì tụi em phân phối hết rồi nhưng mà em để ý là cái sức khỏe con này á là nó tốt, em cảm giác là nó tốt hơn cái cá coi. Dạ tại vì nó thích nghi nhanh hơn. Dạ. Cái con cá vàng nó cũng thích nghi nhanh hơn, nó dễ chịu hơn cái con. Dạ nhưng mà con cá vàng ví dụ như những cái con Rancho bình thường á, tại vì em cũng chơi cái dòng đó nhưng mà cái sức khỏe nó không tốt bằng bọn này đâu anh. Dạ. Nội nó bơi con cá vàng của mình á, mình thọc tay mình bắt nó rất là dễ, còn con này khó lắm. Nhanh. Nó nhanh. Dạ. Vậy là hybrid nó cũng có cái lợi về mặt sức khỏe. Hay ha. À mà nếu mà nói về massage thì con này to hơn cá vàng rất là nhiều. Dạ. Có những cái con mà nó phải như vậy nè anh không? Dạ. Con giống như vậy nữa. Con Tencho hả đây ca? Con đó nó em đi rồi, em mang đi rồi. Tại vì nó bị ấy một chung mắt á. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển cái chiến đầu tiên. Chuyển cái chiến đầu tiên qua bên farm bên kia ha các bạn ha. Đây là những sản phẩm chuẩn bị qua bên kia đây. Chắc cũng phải làm khoảng mấy chiến nữa. Mình thấy cũng phải ít nhất là 2 chiến nữa mới là xong được. Thì giống như nãy anh ảnh có chia sẻ đó, thì khi mà chúng ta chuyển qua cái hồ mới đó, thì cái nhiệt độ hai cái hồ nó phải cân bằng nhau đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đem qua cái chỗ farm bên đó, chúng ta sẽ thả nguyên cái bịch này xuống dưới luôn, khoan có mở bịch thả ra nha, thả nguyên như vậy xuống luôn để cho cái nước ở nước cái hồ bên kia với cái nước ở trong này nó đầu cân bằng lại, con cá nó sẽ không bị sốc nhiệt đó. Thì để khoảng nửa tiếng. Rồi, sau khi rồi, mà cái nhiệt độ nước của hai bên nó cân bằng rồi, chúng ta mới mở cái bịch ra, thả cá ra từ từ. Ok, let's go thôi các bạn, đi nha.